Bà con ăn bánh kìa. Hoa Hồng chiều nay có trà sữa uống không cho Hoa Hồng? Nhắn cho bà Vân. Con ơi, chiều nay trà sữa uống không? Em thích trà sữa đấy hả? Để nói nhé. Vân có trên đây không Vân ơi? Alo Vân ơi, Vân có trên mạng không Vân ơi? Có xương mà mua trà sữa uống kìa. Hiệu nào ngon nhỉ? Hiệu đó, hiệu hôm bữa mua là Vân ơi. Vân lúc nào trả trên mạng. Alo con, Vân ơi, cho con không có ăn nè. Cho con không có ăn chiều nay. Cho con bà Vân ăn đi, xong rồi bà Vân mua trà sữa cho nó. Alo alo, có Vân ở trên mạng không? Có Vân ở trên internet không? Vỗ tay đi. Vỗ tay bà cho ăn bánh đi, vỗ tay đi. Vỗ tay bà cho ăn bánh đi. Dạ còn như vô. Kiến trắng đầy. Mở cửa cho nó hết thôi. Hôm nay đề nghị khách đề nghị phòng này hô thối quá. Không phải đâu em ơi, chị chắc nhốt con mèo ở trên kia phải không? Hả? Hai cái mùi lo chạy không biết cống ở đây này. Đúng không? Chị nghĩ thế thôi. Nghe mùi hăng đấy. Bảo cái bà cứ kiểu bắt bọn mèo xuống đấy. Cho mẹ ai đi. Nó có bắt được con chuột nào không? Đã rồi, có cho xuống nào bắt. Nhốt ở trong nhà. Chị nghĩ chắc là nó có đỉnh trên phòng phòng 204, nó có đỉnh phòng này không? Chắc có hả? Chú cống quá mà. Chắc là bị ảnh hưởng đấy. Cống chú. Cống cái này nè. Con ơi, cho con ơi nè. Không có gì hết. Con ơi. Đói lâu năm. Đói lâu năm. Đói lâu năm rồi. Anh xin đôi đứng gần này. Xin xong anh ơi đứng gần nha nào. Để nó biết anh em. Xong anh. Nè mới đút rồi, đút cho xà bông ăn nè. Hả? Nè mới đút cho xà bông ăn nè. Nghèo lèo yêu xà bông rồi nha. Tình yêu. Em đút cho xà bông ăn kìa. Đút xà bông ăn đi heo. Heo ơi. Heo rút cho mau ăn vô nè, cho heo nè. Heo rút cho mau ăn nè. Đi vô, các bạn đi vô, không được ra ngoài này. Đi vô. Sao gầy vậy? Người ta bảo lấy tên đường song hành á là vi phạm. Ôi giời ơi, bên tên là hành lá. Sọc sắt chứ. Hành lá gì đó. Làm cái quý là hành lá. Hành lá chứ. Có gì đâu mà. Đúc cho con mày ăn nữa. Theo con đúc cho em ăn đi heo. Con cầm con đúc cho em ăn đi. Cầm đúc cho em ăn đi heo. Tranh thủ ăn đi, 2 năm nữa có không có mà ăn đi. Nào cũng có ăn rồi, tranh thủ ăn đi. Bà con ơi, tranh thủ ăn đi bà con ơi. 2 năm nữa có không có mà ăn đi chứ. Đùa. Cười chua chuột. Đúng đúng là mau ăn nè. Ủa thằng Bảo nó đi học rồi sao nó nằm đây ra? À, chiều mai mới học à? Học làm bác sĩ à? Bác sĩ rửa tít đây. Thằng bác sĩ nhớ về chữa bệnh cho em. Mắt to quá. Mắt to thừa lố rồi.
chân này lùn quá, chân này chắc là làm ruộng chứ. Chân này đi cuốc phải mì chứ. Mì mẫu gì chân này? Có phải mì đi cuốc cũng đỏ nữa. À. Chân này đi cuốc phải mì chứ, mắt thì to, chân thì lùn đấy này. Đi xin ngâm hoa chai à. Ê, đi lại nè. À đi à, cô rút ra mắt, thằng heo rồi. Chút đi người ta phải nhìn tận nơi chứ. Rút ra mắt con ấy kìa. Ôi nó đi cướp, ôi ôi cướp. Con đút cái miệng á chứ con đút cái mắt em. Đút là mắt con quầy kìa. Ừ. Nó cứ đút, cứ nhét vừa, nó có để ý đâu. Nè con đút em ăn nè. Nè con cầm con đút em ăn đây. Nói nó dạ không à. Nghe không à. Dạ nè, nói nó dạ không à. Singapore đâu? Đây Singapore đây. Singapore đâu nào? Ăn nữa không? Con đi vào đi, không có ra đây, ra đây bẩn nhà đây. Kính ăn á. Vô. Mẹ. Mẹ. Gọi mẹ nhá. Mẹ. Mẹ đâu? Hương đâu? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng vô mắt người ta không hỏi. Ừ. Đúng gì mà đúng vào mắt không rồi. Nè Linh, Linh. Nghèo là to thế nhỉ. Nghèo là giả tướng là Linh rồi. Không phải tướng Linh nữa. Nó lại nghe nó bự hơn cỏ thì. Bự hơn nhiều. Thằng béo với thằng heo là đầu đàn lợ. Chị không hỏi. Ôi đứa nào nó ói rồi nè. Đừng dừng cho ông Vin ăn. Vin nói hả? Vin nói là Vin chắc chắn luôn. Nhìn là biết thằng Vin nói rồi. Thôi Vin nghỉ nha. Đấy nó nhả kìa. Nhả. Thằng đấy cho ăn cái gì cũng hay ói lắm. Đi vào. Tím hết đầu còn. Thôi nghỉ nghỉ nghỉ. Mấy bọn này không cho ăn nhiều được đâu. Nghỉ nghỉ nghỉ, hết là nước cái thôi. Ăn nhiều ói. Làm không làm ăn nhiều vào. Xong ói ở đây. Xin mời vô tay. Vô tay vào cho anh mấy đi. Vô tay. Vô tay đi. Vô tay cho mẹ xem nào. Bạn vô tay đi. Vô tay đi. Nghỉ. Khoan nào. Nước cái thôi. Vô tay đi. Kìa đừng có ra đây để đi rửa mặt ra. Sao hãng vào đây? Đi ra ngoài. Ôi nó đánh nhau, nó đánh con chuột này. Đánh người ta còn khóc hả? À Trường Giang. Đánh người ta còn khóc hả? Vào đây nhà tắm này. Thằng Vin xong rồi phải không? Cho vào nhá. Vào. Đi vào đây. Đi vào. Chị ngồi đi bộ. Đi ngồi. Đi bộ. Chị vào. Đi bộ. Thôi đi vào. Dẫn em bao. Đi bộ. 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 Đi bộ.